Xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và ở video lần này tôi xin chia sẻ quý vị bạn một cái dòng xe Avante phía sau lưng tôi đây. Đây là chiếc xe đời anh màu bạc đã 2014. Và chiếc xe này được toàn bộ phần nội thất khá là đẹp, và đặc biệt là một dàn la răng thể thao vô cùng tuyệt vời. Nó do người chủ trước người ta đã độ nó vào. Đây là một chiếc xe mà tôi biết là cửa nóc. Và sau video mà sau hai chiếc những chiếc xe đời 2012, đời 2011 thì rất nhiều bác hỏi về dòng xe đời 2014 này, và liên tục có những video liên tục có nhiều bác comment ở dưới rằng là có dòng xe khác không, có dòng Forte không, có dòng Vios không, có Civic không, và đặc biệt là dòng Avante này. Thì một vài bác và tôi cũng đang vừa mới về tên một chiếc xe rất là đẹp cho một bác ở Bắc Giang và đã về tên xong rồi. Và đây là chiếc xe tôi cảm thấy rằng nó cũng khá là đẹp. Và những cái bác đó thì cũng dành khá nhiều những thời gian đi xem những chiếc xe khác rồi, nhưng mà khi lên với tôi thì hoàn toàn các bác ưng ý ngay, mà chúng ta sẽ đi lướt qua về dòng xe này. Đây là một chiếc xe mà Avante đời 2014. Nó là một chiếc xe biển tỉnh và được độ bên ngoài nhìn hình dáng khá là đẹp đấy. Và tôi chia sẻ với quý vị bạn, đây là chiếc xe mà nó khá đẹp về phần nội thất này. Nội dung là xe nó khá là mới, với cái tầm tiền nó khoảng là dưới 400 triệu một chút. Thì đây là một chiếc xe vô cùng tuyệt vời, số tự động, và xe nó khá là mới. Tôi đã từng mua rất nhiều những chiếc xe Avante, nhưng mà đây là một chiếc xe mà tôi cảm thấy rằng là nó khá là tuyệt vời. Quý các bạn nhìn thấy chưa? Đây là tổng thành xe này. Tất cả về tổng thành, về đầu đít, về phần khoang máy và phần nội thất nó được tôi lựa chọn rất là kỹ. Và toàn bộ phần sơn, quý các bạn nhìn thấy không? Đây là toàn bộ phần sơn này. Toàn bộ phần sơn, phần đèn này, phần cốp này rất là mới. Thì quý vị bạn hoàn toàn có thể là sẽ tham khảo về những dòng xe này. Và cái điều mà rất nhiều những bác comment vào thời điểm trước, thì hiện tại quý vị đang xem cái video này, tôi biết rằng quý vị có rất nhiều những cái điều thắc mắc về tất cả những dòng xe, và bất kỳ điều gì quý vị và các bạn thắc mắc về những dòng xe này, về giá, về xe, và quý vị cũng có thể là thấy rằng nó đẹp, nó xấu, thì quý vị bạn cũng có thể comment bên dưới video này nhé. Hãy cứ comment bên dưới video là những điều suy nghĩ của quý vị các bạn. Và tôi nếu những điều nào quý vị các bạn mà có thể rằng là comment mà tôi thấy rằng ý nghĩa cho nhiều người, và nhiều người có thể là sẽ xem được, và quý vị các bạn đặc biệt là những điều nào mà quý vị các bạn có thể thấy rằng mình mắc mà người khác cũng có thể mắc, thì quý vị các bạn suy nghĩ có thể là comment bên dưới video này nhá, để tôi biết rằng là tôi sẽ làm những video đó cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn hoàn toàn có thể là sẽ là hiểu được những cái điều, tất cả những điều chúng ta nghĩ thì có thể là sẽ đúng với chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ mà nó lại đúng với mọi người nữa thì đấy là điều vô cùng tuyệt vời. Tôi biết rằng là đó là vấn đề mà tôi rất là mong muốn quý vị các bạn có thể là comment bên dưới cái video này. Đây là cái về phần máy, về phần gầm thì tôi cũng đã test rất nhiều những video khác rồi, nhưng mà riêng con xe này thì không phải test nữa, cả về phần nội lẫn ngoại thất không, chắc là không phải xét và không phải bàn. Những chiếc xe như này quý vị bạn hoàn toàn đi có gia đình hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta chỉ bàn về vấn đề là đó là giá cả, nếu như nó phù hợp với quý vị các bạn mà muốn mà tầm khoảng dưới 400 triệu mà số tự động, đặc biệt là đối với dòng xe này, cái form dáng thể thao và nội thất đẹp như thế này, quý vị bạn hoàn toàn có thể là yên tâm cho mình và chiếc xe Kia, chiếc xe Hyundai Avante này. Đây là tổng thành, tất cả tôi sẽ cho quý vị bạn thấy luôn. Thì hiện tại là bên salon rất nhiều những dòng xe đẹp, có thể là sẽ để cung cấp ra cho các bác, và sẽ mang rất nhiều những cái điều thú vị cho những bác ở miền Nam hoặc là những bác ở tỉnh khác, ví dụ như Lào Cai, Yên Bái, hoàn toàn không cần xem xe cũng có thể là mua được những xe chất. Thì hôm nay tôi sẽ luôn luôn update những cái giá trị mới cho khách hàng để cho quý vị bạn có thể lựa chọn được chiếc xe tốt. Đó là điều mà tôi rất là mong muốn, hơn nữa để đem cái giá trị giúp đỡ cái cộng đồng và đem cái giá trị của mình để lan tỏa hơn nữa, để chia sẻ cho quý vị bạn. Và quý vị bạn nếu như thấy điều gì đó hay thì hãy comment bên dưới video này, và đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh và share, chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc quý vị bạn một buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.